Đã bao giờ bạn thấy một tác phẩm được thiết kế và trưng bày nguyên trong một căn phòng? Và cũng là lần đầu tiên mình được ngắm một tác phẩm khổng lồ thế này. Một tác phẩm làm cho mình bị choáng ngợp bởi sự đồ sộ và cầu kỳ của nó. Đây là một tác phẩm có tầm nhìn 180 độ nha.